là chiếc Lamborghini của mình các bạn ơi. Chiếc Lamborghini này xe điều khiển của mình, nhưng mà con suy nó phá quá cho nên nó tháo pin ra luôn rồi. Chiếc Lamborghini này có thể mở cửa ra, nhưng mà bập. Si ơi, đừng nha Si. Nó cầm chiếc Lamborghini luôn rồi này các bạn. Chiếc Lamborghini này bấm vô đồ món, nó không có thể điều khiển mở cửa ra, mở cửa vô, nhưng mà mình có thể lấy tay mình mở nó ra được đó các bạn. Chiếc xe này mình chạy tông vô tường nhiều quá, nó gãy rồi các bạn ơi. Nó gãy mỏ rồi. Trời, chiếc này nó bị gì mà sao nó hết chạy rồi. Chắc là nó bị ánh nắng mặt trời chiếu vô mà mình không có chịu tắt cái nút on off á, cho nên nó bị hư luôn rồi. Giờ nó lấy nó chơi làm cái xác. Còn chiếc mẹ mình mua cho mình chơi cũng hư luôn rồi. Mình lấy tái chế nó lại, lấy hai cái motor của nó chơi, lấy hai motor của nó xong rồi hai cái motor đó mình đem đi làm trực thăng rồi làm thuyền rồi xong. Chiếc xe đó hư luôn rồi. Mình dục xác nó ở đây nè các bạn. Mình dục xác nó ở đây nè. Đây nè, mình dục xác nó ở đây nè. Ủa đâu rồi ta? Ủa, mình dục xác nó đây nè. Đây nè các bạn. Mình dục xác nó trong rổ này nè các bạn. Đây nè. Đó, mình dục một đống xác nữa luôn đó. Nhưng mà bây giờ tối rồi, mình sẽ phải đi ngủ. Bye bye các bạn nha. Ngày mai mình sẽ quay clip cho các bạn coi tiếp. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha.